kia sang nhạc đấy. Thực ra thì hôm nay chúng tôi muốn nói với bạn về cái sản phẩm này, không phải âm nhạc của bạn nghe đâu. Đây là con Ecotec E3000 mới về 81 này, chuẩn bị giao cho khách. Các bạn thấy là lần này sẽ có là Ecotec, các cái phụ kiện nó là trong đây là sẽ có là tay giò L3000 loại 5m xuất xứ Đức. Bên cạnh nó là cái bộ hiệu chỉnh tính năng EGS của máy, là gồm một cái set này gồm có hai bình để chuyên hiệu chỉnh cái tính năng EGS nước nổi tiếng. Đây, bạn có thể thấy rõ. Chúng ta bắt đầu đi vào trong thân máy. Thùng chính của máy. Bạn có thể thấy là ăn đóng gói rất là chắc chắn. Đúng kiểu Đức. Đây. Máy mới tinh. Máy sẽ luôn đi kèm với là các cái sách hướng dẫn sử dụng của hãng để cho khách hàng có thể tiện theo dõi. Đó, có thể bằng tiếng Đức hoặc là nhiều ngôn ngữ khác. Dưới test của hãng. Và một số phụ kiện kèm theo để phục vụ quá trình sửa chữa. Khi mình quay ra sau mình có thể thấy rõ CNC number của máy và cái xuất xứ. Xuất xứ Đức. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.